mới mà mình nấu sai thôi. Tám chục hả? Tiêu. Trăm. Điểm hai ký tôi. Xin chào tất cả các bạn. Sau bao ngày bận rộn với công việc, hôm nay mình mới có thời gian để ra video mới để phục vụ các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ hai mẹ con mình trong thời gian vừa qua. Và hôm nay hai mẹ con mình sẽ tiếp tục đi chợ để giới thiệu các bạn một loại ốc tên giống quả khế, mà nó không chua giống quả khế, mà nó cái tên là ốc khế các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào chợ. Rất nhiều rau củ phải không các bạn? Và rau củ ở đây cũng rất là rẻ. Đây là ốc hương này các bạn. Đây là ốc hương nhỏ thôi chứ không có lớn. Loại này chỉ tầm 120-150 một ký thôi. Rất nhiều ốc hương phải không các bạn? Đây là ốc gạo này các bạn. Ốc gạo nó hơi ngon hơn ốc đắng các bạn, nó giòn hơn và nó cũng mắc hơn ốc đắng nữa. Ốc hương nhỏ này có 120.000 một ký này các bạn. Ốc hương là một trong những loại ốc mắc nhất nha các bạn. Đây là ốc mỡ nè. Ốc mỡ này có nhiều, có 20.000 một ký các bạn. Và đây là ốc mình cần tìm nè các bạn. Ốc khế nè các bạn. Ốc khế này 100.000 một ký nha các bạn. Giờ đang rẻ nên giá nó cũng rất rẻ nha các bạn. Chứ hồi Tết mình mua là 150 một ký á, thêm 150. Ốc khế đang rất tươi nha các bạn. Mình mua 2 ký ốc khế giá 70.000 một ký, mình mua 2 ký là 140 các bạn ơi. Mua 2 ký rồi. Mua 2 ký rồi. Chút hư không vậy? Mua 2 ký rồi. Ốc này ăn rất là giòn các bạn ơi.
Và đây là số ốc khế mình mới mua về nè các bạn. Nhìn cái vỏ nó giống, rất giống quả khế phải không các bạn? Trước khi đem đi nướng thì mình sẽ luộc sôi nha, nó nha các bạn, để cho nó nhả chất bẩn ra. Có nhiều bạn nói mình làm món siêu to khổng lồ, nhưng mà mình thì do có hai người ăn nên làm vừa đủ hai người ăn thôi các bạn. Cái làm khổng lồ nhiều quá thì chẳng chả ai ăn bổ khí các bạn. Cái miệng nó rất là to phải không các bạn? Nó dày thịt lắm. Miệng nó ăn giòn lắm. Nhưng có cái phần trên nó hơi cứng. Và bây giờ mình sẽ làm sốt tiêu để nướng với ốc nha các bạn. Sốt tiêu mình có tiêu xanh, tiêu dây. Tiêu này mình mua 20.000 tầm khoảng 3 lạng nha các bạn. Và mình cũng làm sốt ớt xanh để chấm với ốc nè các bạn. Ớt xanh thì có một trái ớt Đà Lạt và ít ớt hiếm xanh, đường, bột ngọt và muối các bạn. Giã tiêu ra cho nó thơm nha các bạn. Đây là sốt tiêu để ướp với ốc nướng các bạn ạ. Rất là cay các bạn ạ.
Mình đang sắt ớt để làm ớt xanh các bạn ơi. Các bạn ở nhà có máy xay thì xay nhuyễn ra sẽ rất là đẹp nhé các bạn. Còn mình thì không có máy xay nên mình sẽ bằm nhuyễn nó ra. Ớt sốt ớt xanh thì gồm có ớt Đà Lạt, ớt hiểm xanh, đường, bột ngọt, muối và một trái chanh, nước cốt chanh nha các bạn. Trộn đều lên. Đây là mình đã hoàn thành sốt ớt xanh và sốt tiêu xanh nhé các bạn. Cái gì cũng cay các bạn ạ. Siêu cay luôn đấy các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi nướng nó thôi. Thì trong món ăn thì cũng phải trang trí cho đẹp phải không các bạn? Để mình sẽ tỉa ít bông để trang trí lên cho đẹp mắt. Nhìn món ăn hấp dẫn thì mới ngon phải không các bạn? Và bây giờ còn chần chờ gì nữa mà không đem ốc đi nướng phải không các bạn?
cay đấy ạ. Như đây thì nếu các bạn ra nhà hàng thì sẽ không dưới 200 ngàn giá này đâu các bạn. Và bây giờ mình và mẹ sẽ mời các bạn cùng thưởng thức món ốc khế nướng tiêu và món ốc khế nướng mọi của hai mẹ con mình nhé. Bớt xay nhở? Bớt xay. Ở quê bác quê ốc giác, ốc gì nhá, ốc khế nướng nướng tiêu hạt hả? Tiêu xanh. Tiêu xanh, tiêu. Đây các bạn, ốc khế nướng tiêu đây các bạn. Và mình sẽ chấm với sốt muối ớt xanh của mình mới làm xong các bạn. Chắc là nguồn lắm này. Ốc khế nướng tiêu đã cay rồi mà chấm với muối ớt xanh càng cay hơn các bạn. Ăn là rất là tuyệt vời. Cay quá. Rất ngon. Chua cay. Này với anh được ăn ốc khế nướng tiêu xanh lần đầu. Ừ. Ốc sống á, sống nên là nó giòn mà nó dai thịt. Ok các bạn. Ăn với đậu rằm. Chấm mất sợi. Cay quá. Nếu các bạn thấy hay và yêu thích hai mẹ con mình thì mong các bạn like, chia sẻ và subscribe để xem những video tiếp theo của hai mẹ con mình nhé. Và mình thì thích hải sản nên mình sẽ review về tất cả các loại hải sản ở Việt Nam, mình sẽ cố gắng review. Và mong các bạn được các bạn luôn ủng hộ và đồng hành cùng hai mẹ con mình, để hai mẹ con mình có động lực ra những video hay hơn và những món ăn ngon hơn nữa. Cảm ơn các bạn. Đây là cái đũa. Cái đũa tỉa bông. Bông. Bỏ mẹ ngoài mỗi bên này.